Sau đây xin mời quý vị các bạn theo dõi trận thi đấu tiếp theo trong nội dung bóng chuyền hơi nữ của học sinh khối 12, sinh nữ khối 12 giữa hai đội 12-4 trong trang phục áo màu xám trước màn hình chúng ta, và đội đối diện là đội 12-1. Đội 12-4 có một đội hình nam đánh rất chất lượng, tuy nhiên đội hình nữ thì hôm nay cũng đang cố gắng để tiếp tục nối dài cái chuỗi chiến thắng của đội bóng nam. Hiện nay thầy Hồ Chí Hiếu, trọng tài chính của trận thi đấu này, đã cho hai đội làm được thủ xong và đang chuẩn bị cho hai đội thi đấu. Như vậy trận đấu đã bắt đầu. 12-1 phát bóng. Không đều. Không được. Hai vị trí trên sân vừa rồi của 12-4 đã tranh chấp với nhau, rất đáng tiếc. Ngọc Mai. Bóng không qua lưới. Các vận động viên của 12-4 đang rất hưng phấn bên ngoài khi đội mình vừa san hòa tỷ số. A4 phát bóng. Một đều. Bóng trong sân. Người ta đẩy bóng sang rất đơn giản. Đối với cả bóng chuyền nữ thì các vận động viên thì cần đẩy bóng sang sân, đỡ được bước 1, đẩy bóng được sang sân. Đội nào đẩy được và duy trì được cái việc đó lâu hơn thì đội đó sẽ rất dễ dàng để chiến thắng. Phương Quỳnh. Trong sân, một pha đẩy bóng khá vu vơ của 12-4 về phía cuối sân của 12-1. Tuy nhiên thì bóng trong sân. 3-2. Tiếp tục là một pha đánh bóng sâu về phía cuối sân của 12-4, phát bóng ghi điểm trực tiếp. 3-2. Bóng leo lưới ra ngoài sân. A4 tiếp tục giành quyền phát bóng. 4-2. Chiều cao của Phạm Hồng 12 A4 là rất tốt. 5-2. A4 vừa phát bóng. Pha đẩy bóng sang của Ngọc Mai. 6-2, A4 phát bóng. Rất tiếc là pha phát bóng khá vội vàng của 12-4, bóng không qua lưới. A1 giành quyền phát bóng. 3-6. Bóng ngoài sân. A4 đã đòi lại quyền phát bóng rồi. 3-7. 7-3. Rất tiếc là pha đánh bóng ra phía sau của Phương Quỳnh, bóng ra ngoài sân. A1 phát bóng. 4-7. Bóng ngoài sân. Một pha vào bóng rất mạnh của 12-1. Trọng tài Hồ Chí Hiếu yêu cầu hai đội A4 phát lại bóng và đợi tiếng còi. Trọng tài yêu cầu A4 phát lại bóng. 8-4. Và đập bóng rất mạnh của Phạm Hồng. Bóng ngoài sân. Phạm Hồng có một chiều cao rất tốt và có thể hình của một vận động viên bóng chuyền, cho nên bật khá cao trên lưới. Rất đáng tiếc là pha bóng vừa rồi của 12-1, bóng không qua lưới. A4 tiếp tục phát bóng. 9-5. Không được. Các vận động viên ở ngoài, kể cả vận động viên của A5, đang cổ vũ rất nhiệt tình cho A4. 10-5. Pha phát bóng ghi điểm trực tiếp. 11, 12-1 không thể đỡ bước 1 thành công. 11-5, A4 tiếp tục phát bóng. 3 đẩy bóng sang rất đơn giản của Ngọc Mai.
Tuy nhiên với đội hình đang lộn xộn ở phía trên sân thì A1 đã không để phòng thủ thành công. 12 năm rồi. Đánh bóng không qua lưới. Tuy nhiên hiện nay A1 có vẻ đang rất là vui vẻ, thoải mái. Có thể họ đã xác định chơi với A4, một đội bóng mà họ đánh giá là mạnh hơn rất nhiều. Thì kết quả không còn là vấn đề nữa, mà họ được vui chơi đã là một cái điều rất là thích thú rồi. Bóng ngoài sân, A4 liên tục giành điểm số 15-5. Rất tốt. 16-5 sau pha ném bóng ghi điểm của Phạm Hồng thì đội 12-4 đã giành chiến thắng với tỷ số 16-5 và thầy Hồ Chí Hiếu cho hai đội đổi sân để thi đấu nốt nửa set còn lại. Ở phía trước mặt chúng ta hiện nay chính là đội hình của lớp 12-1. Tuy nhiên ngay sau khi đổi sân thì Phương Quỳnh đã phát bóng ra ngoài. 6-16 A1 phát bóng. Rất tiếc là pha đựng bước 1 của A1 không thành công. Phương Quỳnh tiếp tục phát bóng. 17-6. Bóng rơi trúng vào người của một vận động viên lớp 12-1 ra ngoài sân. A4 tiếp tục ghi điểm. Phương Quỳnh phát bóng. 18-6. Bước 1 không thành công. Có vẻ như các vị trí trên sân của 12-1 không thể thực hiện được những pha đỡ bước 1. 19-6, Phương Quỳnh tiếp tục phát bóng. Tuy nhiên tâm lý của 12-1 có vẻ đang rất thoải mái, mặc dù họ đang bị dẫn trước và họ gần như sẽ thua trong trận này. Tuy nhiên việc thua thắng đối với họ hình như là không quan trọng. 20-6 rồi, A4 phát bóng. Ngoài sân, Phạm Hồng với chiều cao của mình đã nhảy rất tốt và đẩy bóng nhẹ nhàng vào phần sân trống của lớp 12-1 để ghi điểm. Phương Quỳnh vừa rồi có vẻ đau tay, phát bóng không qua lưới. A1 giành quyền phát bóng. 7-21. Bóng không qua lưới. Phương Quỳnh phát bóng cho 12-4, 22-7. Không được. Bước 1 không thành công. 23-7. Một trận đấu mà chênh lệch tất cả mọi phương diện, từ tỷ số cho đến lối chơi cho những vị trí trên sân của hai đội đều thể hiện sự chênh lệch rất rõ ràng và phản ánh rất đúng với tỷ số hiện nay. Rất tiếc hai vị trí trên sân của 12-4 rồi đã tranh nhau. Bóng ngoài sân, A1 giành quyền phát bóng. 8-23. Bóng ngoài sân, Phương Quỳnh phát bóng cho 12-4. 24-8. Bóng ngoài sân, A1 phát bóng. 9-24. Hai vị trí của A1 đã tranh nhau trong pha bóng vừa rồi, rất đáng tiếc. 25-9. A4 phát bóng. Tuy nhiên thì trọng tài Hồ Chí Hiếu đã bắt lỗi chạm lưới của Phạm Thúy Hồng. 12-4. A1 giành quyền phát bóng. 10-25. Trời lại bắt đầu mưa rồi. Sau khoảng thời gian tạnh ráo khoảng tầm 10 phút thì bây giờ trời lại bắt đầu lắc cắc mưa.
Nếu cơn mưa này mà diễn ra mạnh hơn, nặng hạt hơn thì chắc chắn là các cổ động viên sẽ lại phải chạy dạt vào trong các hành lang đứng. Và không khí trên sân sẽ không còn được sôi nổi như bây giờ nữa. 10-26, A1 phát bóng. Trọng tài hồi chiếu cầu phát lại. Không được. Các pha đựng bóng như múa của các vận động viên 12A1, tuy nhiên bóng không qua lưới. Phương Quỳnh phát bóng 28-11, như vậy thì còn 3 điểm nữa thôi. Bước 1 không thành công. Hai điểm nữa thì 12-4 sẽ giành chiến thắng. Gần như một chiến thắng tuyệt đối và chiến thắng được dự đoán từ trước dành cho 12-4. 29-11, A4 phát bóng. Bóng ngoài sân. Như vậy là 12-4 đã giành chiến thắng trước 12-1 với tỷ số 31-14 và 12-4 đã lọt vào bán kết. Xin chào và hẹn gặp lại trong trận thi đấu tiếp theo. Hôm nay trời đang bắt đầu mưa nặng hạt rồi.